Tôi xin chào tất cả anh em. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một con tuần dương đây. Con này thì lâu lắm rồi mình không có làm. Con Veliki anh em nhá. Trời ơi, nhìn cái dàn hỏa lực của nó anh em nhìn thấy có ớn không? Đây mình sẽ chơi cái loại combo thì đầu tiên thì cứ thử nghiệm với cái X51 trước. Cái này thì nó quá là cơ bản rồi. Cái pháo hồng nhá, pháo hồng hạnh phúc đây. Cubit Raygun. Phóng lựu thì đây là một cái X3. Đấy, Veliki nó có cái đặc điểm rất là mạnh, một cái X3 cái súng phóng lựu và một cái X3 cái ống phóng lôi. Nó chống ngầm con này nó quá là tuyệt vời luôn. Mình sẽ chơi toàn những cái đồ hạng nặng nhé, RBU 2500 và Tiger Shark. Cái này thì đề phòng cái việc chống ngầm thôi, tại vì là tàu ngầm ấy thì nó rất là nhanh. Đấy, Veliki rất là chậm cho nên chúng ta sẽ phải tránh trường hợp nó bẫy mồi, nó sẽ bị mất hết cái X3 là rất là phí. Đấy, một cái con trực thăng thì thôi Mi 28 đi, phòng thủ cho nó chắc, phòng không là chính ấy mà. X2R440 kẹp với lại X4 Gapul, đó là tổng cộng X6 vũ khí phòng không. Veliki thì nó sẽ không có cái pháo tự động đâu. Rồi, tạm thời cứ như vậy nhá. Chơi theo kiểu đi bám làm chủ lực cho đội một tí. Còn nếu như mà bắn chán X51 thì chúng ta sẽ lại thay đổi sang những cái loại tên lửa khác. Bão táp này anh em này. Bão táp mình rồi. Không biết liệu có chú này liệu có thơm không nhỉ? Chắc là mình không dám đi check map đâu. Nếu là con Veliki này thì chắc mình không dám check đâu. Nói thật đấy. Ủa sao tàu nó đi kiểu gì sao không trúng quả đấy nhỉ? Ô, xả dưới. Katori. Trời ơi. Katori anh em ạ. Katori này nó chậm lắm. Chúng ta phải tận dụng những con tàu nó chậm nó vã nó từ sớm. Ôi ôi. Cái tình hình này nghe Katori dễ gãy lắm anh em ạ. Hay nha. Hay nha, ui dồi, cái combo này nó phải nói là cái combo hạng nặng của Veliki đấy. Anh em nào có cái đồ này có thể tham khảo qua nhá. Sỏi lái ở cự ly xa nó vướng cái dàn khoan này. Nhìn nó hơi khó. Sao nó không trách cho mình nhỉ? Họ ra. Trời ơi, sao bị có 31.000. Thằng Katori nó bị dí suốt từ nãy giờ. Lúc đầu thì nó bị mình dí, về sau thì nó lại bị thằng tàu sân bay mình dí. Nó bị dí đủ các kiểu luôn. Xài ơi, đấu làm sao được với em. Cho một cái combo là một phát tới tai, hai phát tới gáy ngay. Phá ngư lôi. Phá được hai quả. Trời ơi, cái tầm này nó quả đứng đây mà hành hình. Cố ăn tàu sân bay đã. Tính tiếp. Này, con này vẫn bắn rất là tốt nhỉ. Đó, chạy đâu giả chết. Sáu mươi hai ngàn cũng gần toàn một vài đường combo cơ bản thôi. Đội địch check map nó hơi kém nhỉ. Ô sân bay ông bắn tận hơn một củ rồi kìa anh ơi. Lùi lùi đây cho em ăn tí, làm gì căng đó. Con này thì thực ra nó cũng được boost thêm một tí về cái tốc độ cơ động, nhưng mà gọi là chúng ta cảm giác nó đỡ chối hơn so với trước thôi, chứ còn nếu mà ấn tượng quá thì cũng không hẳn đâu. Theo kiểu dạng boost theo kiểu nó nhanh đáng kể, rõ ràng trông thấy thì nó hơi khó. Chúng ta có chơi cái con này thì chúng ta mới có cái sự cảm nhận là nó có cái sự nhanh lên một chút. Mình chỉ hơi ái ngại cái khoản X51 này này, nó nạp lại nó hơi lâu. Cái khe tên lửa này nó cũng là cái khe tên lửa duy nhất. Con Veliki nó lại không có hai khe, nó chỉ có một khe thôi. Thế nó mới đau, nó theo kiểu dạng dồn cái combo theo kiểu dạng bộp chập ấy. Chúng là đau đấy, nhưng mà không chúng thì đôi khi nó hơi bị fail. Chắc là mình chỉ đứng đây thôi.
Chúng đây được gọi là cảnh giới. Vẫn chưa chết à? Khí đến như thế mà vẫn chưa chết. Đấy, đấy. Ông phải cảm ơn tôi, lúc đầu tôi xí cho nó mất một cái con cường kích đi nhá. Bây giờ mình đang bị thực sự là bây giờ mình đang bị mất phương hướng anh em ạ. 28 này đôi khi là một cái lợi thế rất là lớn. Đây này. Cái này là cái chúng ta cần phải quan tâm đây này. Rồi thôi xong rồi, nhìn thấy bomber nó rồi. À đâu? Không người lái à? Không người lái. Tưởng bomber cơ. Thế nó không dụng cho kìa. Thấy rồi. Trời ơi, một combo. Úi trời ơi. Một combo nó kiểu bộp chập đấy. Ông này chắc là thấy đuối quá rồi. Thấy đuối quá chạy đúng không? Thấy đuối quá chạy đúng không? Trời ơi. Ôi, cái pháo lại nằm ở bít đi, bắn nó lại trúng một cái map nó mới đau hơn gì nè. Em mà mang cái combo cái phóng lựu này cho anh em xem. Quá là uy tín luôn. Ghê nhỉ. Phá hộ anh em nhưng mà phá không tới. Nó còn trực thăng rồi. Tầm này cái bạn khu trục này nếu mà biết chơi nhá, cứ bám cho mình này là ok. Tại vì bây giờ mình cần phải có một người hộ tống ở phía sau. Valley mặc dù nó là chủ lực nhưng mà chủ lực là phải có những người ở phía sau ấy. Đấy, hỗ trợ ở phía sau. Đi lên một mình cũng mà chết. Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Thôi, có lẽ mình chỉ dám đứng đây thôi. Chấp nhận là cái ngư lôi thì nó sẽ hơi bị khó trúng ấy nhá. Đấy, ngư lôi thì nó hơi bị khó trúng tí nha, không cản. Sải ơi. Cùng bố đầu không? Naximos mình nhớ cũng phải hơn 500k máu, đâu phải ít đâu. Gãy rồi. Giờ lại áo liên tiếp. Ba thằng nó ở đây hết rồi. Đấy, bạn khu trục anh em nhìn thấy ở trên cái radar. Nó bám theo mình ngay. Các bạn phải bám theo tôi. Đừng ông nào để mất mạng nữa nhá. Thôi xong rồi, tôi vừa nói dứt mồm xong rồi. Ba thằng chúng ta tập trung ở đây. Bây giờ ở nhà mình còn đúng ông sân bay ấy. Thấy dí đi anh em ơi, dí đi. Kéo này nghe hơi căng. Để tính xem nào. Sân bay nó vẫn hỗ trợ. Nhưng mình không sợ đâu. Tôi chết rồi, hai thằng này nó sang nó tìm được sân bay thì mình phải nhanh tranh thủ mà tiêu diệt thôi. Nào ra đây bắn hỗ trợ cái nào. Đấy. Không biết là bạn sân bay bên mình có biết đường chạy đi không như thế nỉ. Đúng rồi anh em ơi, vã luôn. Cái gì mà khó quá phải vã luôn. Cái gì mà khó quá phải vã luôn. Thôi các bạn là hết hy vọng rồi. Khổ anh em, theo cái phóng lựu bắn của cái chữ ly này nó phê. Có thể nói là phê lòi. Dính. Ngất luôn. CBN 78 này này.
cũng may nó còn chưa kịp tìm cái thằng tàu sân bay mình đấy. Con bùa thì thực sự là nếu mà dính thì nó quá đau. Quá đau cho đội bán sau. Udam nó cứ crit lên hơn 2 củ luôn ạ. Cái ông khu trục mình chơi cũng được. Quả này quay bản ấy là tốt đấy. Quả đấy nó không xử lý được cái thằng nó cứ vần vò nữa ở quanh cái map đấy. Úi trời ơi anh em nhìn cái đội hình kìa. Có cả level 12. Level 12 nó bán theo mình. Thế anh em muốn là chơi tốt anh em ạ. Tất nhiên chúng ta phải có cái nhịp của nó. Nạp lại 6.51. Cái này theo kiểu dạng spam là chính đây. Thử xem nhá. Cái Mark Ham Trick này này. Mang lại tên lửa Mark Ham Trick này thì nói chung là nó cũng kiểu dạng spam thôi. Nó sẽ ngược lại so với cái X51. X51 thì nó hồi lâu mà đam to. Cái này thì đam nó nhỏ. Nhưng mà cái hồi nó nhanh hơn 6 giây ấy. Nếu mà anh em nào đã từng chơi cái loại Mark Ham Trick ấy, thì sẽ thấy là nó khóa mục tiêu rất là lâu nha. Đấy chứ nó sẽ không khóa nhanh đâu. Cái này thì bắn thì đôi khi nó không khép bo được góc giống như kiểu X51 thì nó gì nói nó chơi nó vẫn chủ động hơn, nó có cái tính chủ động hơn cho chúng ta. Trận này phải xem qua xem đi. Lúc vào thì toàn level mười mấy mười hai mấy thì cũng phải gọi là ối trời ơi. Trận trước hết trận rồi mình mới để ý ông level mười mấy rồi à? Chịu luôn. Ồ đội bạn nó có tàu sân bay tấn công à. Ôi dồi ôi, level 46, 2004 đây. Ui dồi ôi, đừng có đùa. Tôi nghĩ ở đây có thằng tàu sân bay ở đây này. Cái hướng của nó bay về, đôi khi chúng ta có thể nhìn nhận theo cái hướng nó bay về này. Thì dễ là tàu sân bay nó đứng ở đấy lắm. Ok, 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 tôi cho các bạn em bắn một loạt nó đi. Chết làm sao được. Bây giờ tôi mới tìm đến cái hàng tàu sân bay này. Đây tàu sân bay nó ở đây này. Anh em nhìn thấy rồi đúng không? Nó quá là rõ ràng. Nhưng mà cái combo này không tự tin lắm đâu. Ôi trời ơi, Akizuki. Akizuki, Katori chứ nhầm. Katori bảo Akizuki. Anh em mà cho nó gãy đi. Phải cho nó gãy đi. Cho nên nghe căng rồi nha. What the hell. What the hell. What the hell. Bị xả đúng không. Này thì xả dưới với chúng tôi này. Mày phải cho nó gãy anh em ạ. Akizuki thật đấy chứ đùa. Ồ, oh, để tôi xử lý bên này cho. Ui. Tu. Giò heo ạ. Xin lỗi nha. Em lại không biết có cái sự hiện diện của anh ở đây. Nhìn con tàu nó nhỏ quá anh em ơi. Cứ nghĩ đâu nó là cái con tàu ngầm của con Katori ấy. Thành ra là mình không chủ động mình nhắm nó. Tin này mà thấy nó chơi nó khó chịu thật đấy. Đàm vẫn to nhưng mà cảm giác chơi cái loại tên lửa này nó không thua lắm. Mình sẽ tìm một cái loại nào đấy nó tối ưu khác nhá. Iskander nạp lại bao nhiêu giây nhỉ? Thử loại này đi. Đấy, khoảng 10 giây thì nó lâu hơn cái kia khoảng 3 giây rưỡi. Iskander thì đàm nó to đấy nhá, đàm to không kém gì X51 đâu nhưng mà nạp lại thì nó nhanh hơn cái X51 đấy. Nó khác, cái điểm khác biệt thì vẫn là khóa mục tiêu và bắn theo kiểu dạng bắn lái bằng laser thôi. Chúng ta lái chủ động bằng tay ấy. Trời bão táp. Không biết này liệu có lại như trận đầu không nhỉ. Ủa ôi, tôi nghĩ trận này lại có team đi đôi đi ba rồi. Nhìn thấy kiểu này dễ team đi đôi đi ba lắm. Ocean Avenger bên kia có team đi đôi thôi. Ocean Avenger với này Enterprise nó nắm máy bay cực kỳ luôn. Ông nào đang mũi 51 sớm thế. Đây đi. Bắn mục tiêu cái.
Thôi thôi thôi, mấy cái ông này chơi nó dễ. Ui, nó quay chậm quá anh em ơi, chưa kịp xoay này này. Chưa kịp xoay làm gì luôn á. Gãy không? Gãy chứ, 114.000 đam gãy luôn. Đây rồi. Cái điều mà chúng ta mong đợi nó đang ở đây này này. CBN78. Một trong những cái đối tượng nó cung cấp tầm nhìn nó cực kỳ là khốn nạn. Rồi gãy đi, gãy đi. Hỏng người rồi đấy. Xác định rồi đấy. Ông này định ý kiến gì? Ông Akizuki này ông ý định ý kiến gì không biết chứ nhỉ. Ôi ôi. Phải công nhận mang cái pháo hồng này nó hồi nhanh thật. Chúng ta luôn luôn có đồ để mà bắn. Cái phóng lựu này nó cũng hồi nhanh nha. Họ ra này em bắn đấy. Ngon, còn có hai người thôi, trận này nhanh quá anh em, là chưa nổi 2 phút. Chưa nổi 2 phút cái trận này. Cụ ve nhìn thế này thôi, nó vẫn là một cái thế lực đấy. Đừng có đùa. À, cái ông này cẩn thận nha, ông đi lên, ông Varad đi lên cẩn thận nha, ông 1-2 là ông gãy đấy. Nào, chết không, chết không, chết không. Chết không. Không chết kìa. À đấy, ui dồi hay quá. Anh làm cho nó chết thôi mà anh cũng gần chết. Thế là chừng quá thất vọng với anh. Dí luôn, cho nó chết luôn. Đúng rồi, hay lắm anh em ơi. Cái này nó nhanh quá nhỉ. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Làm lại nhé. Rõ ràng Iskander nó thể hiện ra một cái sức mạnh lúc đầu, nó hạ được một hai ông đầu nó quá nhanh luôn. Chơi mấy dòng tuần dương hạng nặng này, đặc biệt con Veli, con Nakimoss anh em phải có cái tính chủ động nha. Nói gì nói cái tay lúc nào cũng phải có cái hướng để mà chủ động đi. Và tất nhiên nếu mà địch nó chơi hay quá thì chúng ta phải chịu thôi. Tức là nó chỉ tập trung vào trí và anh em thì thôi phải chịu. Đấy, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao mà chết nó càng lâu càng tốt. Đấy, mặc dù biết là chết rồi. Nên vốn dĩ cái trò này là nếu mà khi bị dí tập thể thì chắc chắn là chết. Không thể chạy được. Ở trận này mình chỉ có hy vọng ông sân bay check map thôi, chứ mình không có thời gian check map rồi. Tàu này ở cái map này thì nó phải bắt buộc phải di chuyển luôn. Không thấy gì nè. Không thấy tàu sân bay check map mà thấy thả trực thắng của đồng đội nên nó mới đau chứ nè. Hỏng rồi. Báo hại rồi đấy. Anh em thấy không? Báo hại rồi đây này. Không map. Tàu sân bay level 38 không map. Không gì hết luôn. Ôi giời ơi. Thế này thì bao giờ nó mới chết. Gãy một ông rồi đấy anh em thấy không? Nhìn cái cách chơi là biết mà. Chơi mà kiểu không map thì tôi chịu. Tàu sân bay. Tàu sân bay được 19.000 đam anh em ạ. Mình cứ để ý xem cái thằng tàu sân bay nó như thế nào nha, nó định dở cái trò gì nhá. Thực sự là bây giờ thất vọng với cái team này luôn đấy. Tàu sân bay nó biết đường nó di chuyển lên rồi. Giờ mình cũng mất đà bắn luôn rồi. Cái vấn đề là cái team này bây giờ sẽ trụ được lại bao lâu thôi. Để xác định là chắc chắn trận này là thua rồi. Cái góc này không biết bắn được không? Bắn tốt chứ đúng không? Anh em thấy cái góc này bắn tốt chứ đúng không? Đây đây. Chết, tôi phải cố tôi lôi thêm ông nữa. Ôi, nhìn cái tên lửa nó kìa. Nhìn cái tên lửa nó mà phát choáng. Nào, chuyển sang chơi ông này đi. Mệt mấy ông quá. Ui trời ơi, đám toa không kìa. Cố gắng được một củ ấy. Đừng có đùa.
đừng có đùa với chúng tôi nha. Wow, trời ơi, nó cứ tập trung vào chí mình này, rồi giờ còn đúng một mình à, gãy anh em ạ. À, chịu một củ rưỡi thề luôn, tàu sân bay được 192.000 đam vào không check map, đèn quá, nhìn biết thua rồi mà. Ngay lúc đầu trận bảo rồi, giờ chỉ có hy vọng sân bay không check map thôi, chứ mình nếu mà mình check map thì không được. Nhưng mà không thấy check map là biết thua rồi, vấn đề là thua đến bao giờ thôi. Tàu ngầm nó lao sang, nó ăn gỏi một cái, bắt đầu nó dí mình cuối cùng. Quá là nhỏ ạ. Đây, cái map này này, map này thì thực ra lại cũng không cần thiết phải sân bay phải check sớm lắm đâu nhá. Nó nghịch lý nó là như thế. Cũng chẳng cần đâu. Ra địch như này nó có nhìn thấy thì cũng chỉ có sát thương từ một mình thằng sân bay chứ làm gì có ai khác đâu. Mà mấy con toàn dương nó kiểu hạng nặng này nó khó để mà nhập cuộc lắm. Nhưng mà mình vẫn tự tin ông tàu sân bay này, nhìn có vẻ tín đấy. Hai bên check map sớm như vậy là cân đúng không? Đấy, anh em thấy ví dụ như cái ông tàu sân bay bên mình này này, vừa sang dí ông này đúng không? Nhưng mà team mình đâu có mồi thêm đam đâu, vì cái map này nó là như thế. Nên đi hướng này, chứ đừng nên đi ở giữa là gãy đấy. Cái chỗ giữa để cho sân bay đứng ở trên không nó xả. Bỏ bơ sang rồi này anh em này. Bỏ bơ sang rồi này. Đấy, anh em thấy không? Như vậy là toàn thằng sát thương tàu sân bay ấy chứ. Mình làm gì có gì đâu. Giờ mình chỉ có tận dụng mấy đồng đội là chúng ta đồng lòng đi lên để chúng ta ủi những cái mục tiêu này này. Thế thôi. Đó. Gãy được ông nào thì cứ vã thôi ông ý. Đó. Như ông này đi này là dại này, cái ông đồng đội mình đi này là dại này. Cái này còn thường gọi là thánh đỡ. Trời ơi, anh em ơi. Thánh đỡ rồi. Các đội bạn nó đi cùa lên đường này là sao? Các bạn ấy đúng là điếc không sợ súng hay sao ấy. Nhưng mà bắn như này mới sướng anh em. Công nhận bắn này mới sướng. Ô, còn mấy chục ngàn máu này. Ô, dí kiểu gì xong rồi nhằng còn mấy chục ngàn máu là sao? Hay lắm. Nhưng mà quả đấy các bạn anh em thấy tuần dương nó trụ đòn kinh đúng không? 2-3 thằng nó bắn mà mình nghĩ không khi đôi khi có thể tận 4 thằng thì không phải ít gì đâu. Đấy nó định sang nó kết liễu mình đấy. Bởi vì là sân bay thì nó thấy là mình đang yếu máu nhất rồi, làm gì còn ai khác đâu. Nào để xem là nó có dí được mình chết rồi nào. Không chết. Có cái R440 thì cũng không chết được thật. Đó anh em thấy không? Nhìn thằng sân bay mình thấy nó tin tưởng được ngay. Thẩm ra nó cũng có cái gì uy tín đúng không? Nó tí quá sướng luôn đấy. Trong lúc dãy dụa nó cố gắng nó ăn mình. Chúng ta là đầu tàu mà. Chúng ta không chủ lực đan thì nó cũng phải tanh trâu được. Rồi vã nó trận cuối anh em đây. Trận này mình sẽ mang cái DF17 đây. Combo này thì mình đánh giá là mạnh đấy. Mạnh cả về sát thương, cả về tốc độ, cả về thời gian nạp lại. Còn nếu mà muốn bắn địa hình thì anh em chơi Thai 40. Đấy, đây là một số cân nhắc. Chỏm đá. Chỏm đá là một cái map thoáng ấy chứ. Nếu như mà hai bên mà đẩy sang bên của nhau thì DF17 bắn từ xa rất phê. Phê. Tôi đang phê. Có tàu ngầm. Trận này đi bộ. Đi bộ hết rồi anh em ơi. Team mình có một con boss và team bạn thì đi 3. Ghét team thế đấy. Cứ bảo sao.
Bảo sao người ta cứ chửi cho. Nếu mà để tính cái mức sát thương tên lửa nhá, từ thấp này, trung bình này, trung bình khá, gọi là tương đối đấy, và cao và cực cao đấy, thì cái loại DF-17 này mình đánh giá ở cái mức gọi là trung bình khá. Đấy là về cái mặt sát thương nhá, trung bình khá. Vì thực ra nó cũng chỉ ở cái tầm vậy thôi. Nó cái DF-17 nói gì nói nó cũng là cái dòng sử thi mà, chứ nó không phải là huyền thoại. Huyền thoại thì chúng ta lại tính ra một cái phương án khác. Đây, trận này là team địch nó đi 3 này thì chắc chắn là khả năng cao là nó sẽ phối hợp cùng với nhau. Tốt nhất chúng ta không nên đi tách rời đồng đội. Tất nhiên đồng đội chúng ta nó muốn tách rời thì chúng ta cũng đành phải chịu thôi. Đôi khi nó báo hại nó cũng là một cách chơi chứ. Nói có vẻ anh em tưởng đùa nhưng mà thực tế là như vậy đấy. Báo hại đôi khi là một cách chơi. Ồ, cái gì vậy? Cái gì nó bắn vậy? Ô. À, ông này là bot. Khó chơi rồi. Tình hình này là khó chơi rồi nhá. Tôi cần bạn tàu ngầm điên trước. Là tàu ngầm nó mới là cái thằng này nó chủ lực ở đây này. Trời ơi. Tàu ngầm đấy, chủ lực đấy, làm gì làm đi. Thôi thôi chịu. Ăn nó chỉ đến thế thôi. Cố được không? Không chết được kìa. Đúng rồi, chúng ta cũng phải có cái sự đồng bộ đấy chứ. Từng người lên một. Xong rồi, Đồng Dương mấy cái kiểu chơi mà cứ thụt thò này nó khó lắm, nó chậm lắm luôn ý. Vật giò heo. Ô, cái con tàu Varad nó cứ kiểu gì ấy nhỉ? Lúc thở xong rồi lúc nó này ấy. Lúc nó kiểu nó cứ tàng hình ấy. Ô, anh em ơi. Thế là không giết được ai à? Đi đa hàm nhỉ? Tập này là tôi cần nắm bạn tàu ngầm, nhưng mà bạn phải cần phải đẩy cái oxy của mình nhá. Ủi lên đi, thắng thua trận cuối ủi lên đi. Trời ơi, thắng thua trận cuối ủi lên. Thắng thua cũng ủi lên. Mặc kệ đời, măng cây nó. Tức là mặc kệ nó. Cái này nó cứ lợi dụng xác của đồng đội này. Không ai chơi kiểu như thế. Các anh đang ăn trên máu của đồng đội đấy. Em hỗ trợ em phá hết ngư lôi cho. Anh tàu ngầm anh cứ việc ủi lên đi. Kệ cha luôn đó. Nào đi ba xem phối hợp với nhau có ra cái gì không. Có đúng ba thằng ở đây anh em này. Tầm này tôi có đầy đủ lại hồi máu rồi. Các ông có mà chạy lên quận. Hỏi hỏi. Có mà chạy lên quận. Đây rồi. Đây rồi. Mát xa đi đam cho nó to. Úi trời ơi. Đừng có đùa. Úi trời ơi. Nổ đam như thìn. Nó cứ nổ đam cứ gọi là như thìn. Úi trời ơi. Gãy chưa. Nùi vô em ơi, nùi vô. Ôi trời ơi. Tạm hài đi lên đây mà cống hiến còn cái gì nữa. Cái nùi nào cái gì nhỉ? Nùi nó vừa phải thôi anh ơi. Với em mà nùi với 46.000 đam với DF-17 phát cuối với lại không chết kìa. Không được một cái mạng nào anh em ơi. Cái này bắn điêu thế nhỉ. Ok anh em ơi, vừa rồi thì... Ủa trận này đen quá.
Bây giờ mình sẽ đi làm cho anh em một vài trận với con tàu Veliki, một con tàu vàng anh em, chỉ cần có vàng mua được, không cần phải yêu cầu level, không cần phải lên thị trường. Quá mạnh, quá ghê gớm, quá chậm nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Úi giời ơi, anh em có thích con Veli này không? Combo nào nó sẽ là hợp lý nhất anh em cứ để lại dưới phần bình luận nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.